Đây là một trong số những gói thầu bị hư hỏng, lún mặt đường kéo dài hàng chục mét qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, bắt buộc phải tiến hành cào bỏ, thảm lại mặt đường. Những điểm lún này chủ yếu nằm ở làn đường dành riêng cho xe tải, có chiều rộng hư hỏng khoảng 1 mét và kéo dài 50 đến 60 mét. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa khẳng định, vị trí bị hư hỏng nhiều nhất thuộc gói thầu do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Thanh Hóa thi công. Theo lý giải của công ty này, ngoài yếu tố lún do thời tiết gây ra, còn có sự tác động từ xe quá khổ, quá tải. Thực chất mà nói là cái lượng xe mà vượt tải tới 200% là rất là lớn. Đấy, và tất cả các loại tải trọng khác, tải trọng đặc biệt hiện nay là lưu hành tham gia trên quốc lộ rất là nhiều. Cho nên là theo tôi nghĩ là một trong ba cái nguyên nhân này là cũng là một cái nguy cơ mà nó làm cho cái mặt đường bê tông nhựa của ta là nó bị hằn lún về bên xe. Trái ngược với những lý giải của ông Quế, theo ông Lê Văn Việt, giám đốc ban quản lý dự án giao thông 1, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, là chủ đầu tư của dự án này, cho biết đến thời điểm này đã có đủ căn cứ xác định công trình thi công không đúng kỹ thuật. Vậy nhưng, ông Việt lại cho rằng chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân gây ra những vết lằn bánh xe. Thiết kế là 13 cm, nhưng mà trung bình của các lớp đo thì nó cũng được là 12,9 mấy cm đấy, 12,9. Thì cũng, mà không đủ 13 phân thì cm cũng là không đảm bảo. Hay là cái lớp trên là thiết kế 6 cm, nhưng mà thực ra nó chỉ được 5,9 mấy thôi. Rồi là lớp dưới là thiết kế 7 phân thì nó cũng chỉ đạt được là 6,8, thì cũng là không đạt. Đáng chú ý, ban quản lý này hiện cũng chưa thống kê được chính xác tổng diện tích mặt đường bị lún tạo vết lằn bánh xe. Việc sửa chữa hiện vẫn do các nhà thầu chủ động khắc phục vì công trình có thời hạn bảo hành lên tới 24 tháng. Không tính về diện tích được nhỉ, mà tính theo chiều dài, bởi vì nó theo vệt bánh xe. Trên một làn xe chạy, đường chúng ta là 4 làn, thì chủ yếu là nó dính ở các cái vệt của các xe tải theo chiều dài. Chiều dài tổng số theo cái kiểm tra và cái của chúng tôi cũng như là của Viện Khoa Công nghệ, người ta kiểm định đánh giá thì nó vào cái tầm từ Thanh Hóa đi ra Hà Nội là khoảng 3 cây số, còn từ Hà Nội vào Thanh Hóa thì ít hơn, nó cũng vào cái tầm hơn 2 cây số. Trước việc quốc lộ 1 đoạn qua 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa bị hư hỏng, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải và Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra và phát hiện ra khá nhiều sai sót, như có một số vị trí thiếu chiều dày kết cấu và hàm lượng nhựa không đạt yêu cầu theo công thức phối trộn. Việc sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường hiện chỉ được cho là giải pháp tạm thời, mang tính tình thế. Vấn đề đang khiến dư luận băn khoăn. Sau khắc phục, liệu rằng công trình có còn hết lún và hết thời gian bảo hành công trình sau 2 năm, trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị thi công, nhà thầu hay chủ đầu tư mới là điều đáng phải nói. Dự án nâng cấp quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 36 km từ thị xã Bỉm Sơn về đến thành phố với tổng mức đầu tư là hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này mặc dù mới đưa vào khai thác được khoảng gần 1 năm nay, tuy nhiên đã xảy ra tình trạng bị xuống cấp. Điều rất dễ nhận thấy khi lưu thông trên tuyến đường này là những miếng vá víu chằng chịt,